chúng tôi đã có những lúc mà chúng ta nói với nhau là nếu mình không làm thì chết ngay đây, thế nhưng mà làm thì chết từ từ, rồi cũng chết nhưng mà nó phải từ từ vì là bệnh tật rồi cũng lại là vấn đề nguy hiểm. Tôi chẳng hai vợ không nhớ lắm lên ở đâu. Tối là nó rùa vào khét không ngủ, không chịu được. Con cũng rất là trăn trở và cũng đặt rất nhiều câu hỏi, nhưng mà về cái quản lý chức năng của địa phương, báo cáo với các anh là về cái nguồn kinh phí để đầu tư cho cơ sở tầng hiện nay là địa phương không có khả năng. Đó. Thì trong đó thì vấn đề về tái chế dù sao nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các môi trường sống ở các cái đơn vị khác. Ông thì truyền cái nhà cho con, đấy, con cái truyền cái nhà cho cái nhà cháu, thành thử là ở trong làng thì vẫn cứ phát triển, nhưng việc dịch chuyển từ trong cái làng Minh Khai ra cái làng nghề thì cái kết quả cái không được đáng nào bằng. Có ngại nhưng mà có tiền phải đi thôi.